Alo, chào mọi người, chào các bạn. Hôm nay mình lại trở lại và mình làm một cái video về cách tình hình là mình có một cái nó tóm lại là bấy lâu nay thì mình thực sự là rất là muốn massage bàn chân, bởi vì cực kỳ là nếu mình không massage bàn chân là cực kỳ khó chịu luôn. Rất lâu rồi mình bao giờ mình cũng muốn massage bàn chân nhưng mình không có cách nào hết. Mình có toàn có tự bấm với lại tự chà sát vào bất kỳ một cái thành giường, cái cọ giường nào, nhưng mà cái đó có đâu có hiệu quả là cái gì đâu. Còn mình còn mua cả cái bàn mà xoa chân nữa nhưng chả là cái đinh gì hết gì hết. Sau khi đó thì mình đã quyết định là làm một cái gọi là máy massage bàn chân vô cùng đơn giản và tiện lợi, và mình đã dùng khoảng độ nửa năm nay rồi. Mặc dù trong cái thời gian mình dùng đó mình có bổ sung những cái mà khiếm khuyết về cái máy mình chế tạo ra, đó là tại một cái quạt ở trong giường á, cái quạt của phòng nó có hai nấc, một nấc thì nó chỉ bật quay mình cái lưới gió bên ngoài thôi. Còn một nấc thì nó lại quay cả quạt cả lưới luôn, nhưng mà mình thì chỉ cần cái lưới quay cái lưới bên ngoài. Và có một cái rất hay đó là khi mà quay trái chiều mà nó vấp phải cái gì nặng quá thì nó lại quay ngược lại, tức là không bao giờ nó bị kẹt. Và mình đã dùng khá là lâu rồi và không có ảnh hưởng gì cả. Mình còn làm thêm một cái chốt, bởi vì tới mức độ là cái motor nó khá là khỏe nhưng mà cái chốt đó là luôn luôn bị cong. Mình làm chốt hẳn bằng cái chốt nan hoa luôn, tức là dùi một hốc phía bên cạnh, sau đó cho xuyên vào cái nan hoa vào trong, sau đó thì nhét cái nan hoa vào trong hẳn trong giữa lòng, và cái chỗ mình dùi ra đấy thì cố gắng lấy cái gì đó chám nó lại cho nó khỏi tuột cái nan hoa ra ngoài. Như vậy là ok, và mình có thể nằm nghỉ và thò cái chân ra như vậy, và tự nó sẽ cả vào cái bàn chân của mình, vô cùng sướng luôn. Và không những sướng, không chỉ là để sướng đâu, mà nó làm cho mình, giúp cho con người ta ít ốm đau bệnh tật hơn, bởi vì mỗi huyệt ở trên gan và chân nó liên quan đến mỗi cơ quan nội tạng ở trên người, và giúp cho con người ta thông minh hơn, mắt sáng hơn, các kiểu con đà điểu. Nó tóm lại là bảo vệ sức khỏe. Cho nên mình dùng đã khá là lâu và mình chia sẻ giống như mình đưa lên một cái sơ đồ có rất nhiều huyệt đạo trong cơ quan nội tạng của con người liên quan đến gan bàn chân. Chính vì thế massage bàn chân đó là một biện pháp cực kỳ tốt cho sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.